Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Năm cũ đã qua, bước sang năm mới ai ai cũng háo hức không biết vận thế của mình trong năm 2020 sẽ ra sao. Việc tò mò về số mệnh của mình trong năm mới là hết sức bình thường, đặc biệt xem kỹ công việc làm ăn có thuận lợi hay không qua từng ngày, từng tháng của năm. Xem tốt xấu vận hạn hiện tại, xem tuổi vợ chồng làm ăn, công danh sự nghiệp của năm như thế nào. Để luận đoán chi tiết về lá số tử vi thì cần phải có thông tin ngày tháng năm sinh, giờ sinh. Biết được vận hạn của mình trong năm thì chúng ta sẽ có những phương pháp ứng biến cho phù hợp. Tháng nào cát thì làm, tháng nào hung thì cần nỗ lực hơn, nắm được số phận để thay đổi cuộc đời, giúp cho mình có được một cuộc sống trong năm mới tốt hơn. Hôm nay Phong Thủy May Mắn xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn theo dõi chương trình về lá số tử vi người tuổi Mão năm 2020. Năm nay người tuổi Mão bị hình thái tuế vận hạn có phần trắc trở, nhưng không vì lý do đó mà ta hoang mang vào cuộc sống. Cát hung của tuổi Mão năm 2020 sẽ như thế nào khi bị hình thái tuế? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cát hung nạp vận tuổi Mão năm 2020. Tuổi Mão bao gồm những người sinh năm 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 và 2011. Chính quan trợ hợp bảo vận lai, khuyên bạn thường hoài cảm ân tâm, ngũ hoàng phi lân thị phi tăng, thái tuế lai hình vận nan trường. Hình thái tuế xuất hiện, cầu tài gian nan, hôn nhân dễ thành. Con giáp mão năm nay cùng với thái tuế tí thủy hình thành tí mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay thì bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay là đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Về mặt sự nghiệp thì lưu niên thiên can là chính quan, những người tuổi Mão được quý nhân giúp đỡ nên có nhiều thành tích. Vì có sao thái âm chiếu nên những người tuổi này dễ dàng phát triển sự nghiệp. Nhưng hình thái tuế lại là quan sách và câu giảo là những sao bất lợi, những người tuổi Mão chú ý tránh những việc liên quan đến kiện tụng và những tai nạn ngoài ý muốn. Đường tài vận thì năm nay tài tinh không xuất hiện, lưu năm địa chi là thiên ấn, khó khăn cho việc cầu tài. Mặt sức khỏe, hình thái tuế làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những người tuổi Mão và gây ra nhiều bệnh tật. Đồng thời thì đây cũng là một năm giúp cho họ có nhiều sáng kiến mới nhưng khó đạt được do các yếu tố chủ quan và khách quan. Khuyên bạn nên sử dụng kim bài thái tuế mang bên mình để hóa giải vận hạn thái tuế năm 2020. Đương nhiên thì nhiều biến động cũng không hoàn toàn có nghĩa là năm nay chỉ gặp hung không có cát. Cát tinh, thái âm và hồng loan nhập mệnh có thể giúp cho đường tình duyên của những người tuổi Mão có chút khởi sắc. Những người độc thân tuổi Mão năm nay thuận lợi cho việc lập gia đình. Nhân gian từ xưa có câu nhất hỷ chặn tam tai, vì vậy những người tuổi Mão năm nay lập gia đình xung hỷ sẽ giảm bớt được sự ảnh hưởng của hình thái tuế, tăng cường vận khí của mình. Những người đã lập gia đình thì tránh những tình cảm ngoài luồng, giữ vững hạnh phúc gia đình. Ngoài ra thì hãy đeo thêm mặt bát bảo tâm kinh hoặc thập nhị thần bát bảo để gặp hung hóa cát. Cát hung vận hạn, cát tinh thái âm hồng loan. Năm nay những người tuổi Mão được cát tinh thái âm bảo hộ. Thái âm là cát thần của thuận lợi và như ý, có khả năng ép được hung tinh. Âm thịnh dương suy, nữ mệnh gặp thái âm sẽ có nhiều việc hỷ, nam mệnh gặp thái âm thì phải tránh những tai họa khôn lường. Hồng loan biểu thị cho đường tình duyên có nhiều khởi sắc, lợi cho việc lập gia đình. Những người tuổi Mão đến tuổi thành lập gia đình thì không nên bỏ lỡ cơ hội tốt này. Hung tinh, ngũ hoàng, lục hại, quan sách, câu giảo, thốt bảo. Ngũ hoàng còn gọi là ngũ hoàng sát, chủ yếu là chiêu tai, gây rắc rối. Đối với gia đình, bản thân, bệnh tật, gia sự không hợp, sự nghiệp không thuận, nặng thì thương bệnh, phá tài. Sự xuất hiện của thốt bảo làm cho sức đề kháng thấp, dễ mắc thương bệnh. Lục hại đến, trong sách cổ viết, lục hại lão niên thiết mạc phùng, khinh bệnh gia trọng, dược vô công. Thanh trung ngộ kiến vô đại hoạn, đại vũ qua hậu phụ thanh không.
Những người tuổi Mão năm nay nên chú ý sức khỏe của bản thân và những người trong gia đình. Quan sách và câu dạo chủ yếu chiêu chuyện về quan tai, hình phạt. Năm nay thì những người tuổi Mão phải chú ý tuân thủ pháp luật, cẩn thận cho việc đi lại nói năng. Sử dụng vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để hóa giải những xung khắc và tai ách của năm 2020. Chiêu mời quý nhân hóa giải hung tinh mang lại may mắn cho năm 2020. Cát hung luận giải tai vận thấp. Những người tuổi Mão năm nay gặp hình thái tuế nên xuất hiện nhiều mối nguy. Ngoài việc thu nhập không ổn định thì còn có khoản chi ngoài ý muốn, kiếm tiền cơ bản có thể duy trì được và số dư nhỏ. Tài vận thất thường, tai đến rồi lại đi, kinh doanh chủ yếu nên biết điểm dừng, không phù hợp với việc đầu tư lớn hoặc là mở rộng quy mô. Nếu như có cơ hội đầu tư thì nên phân tích thật kỹ. Đối với những cơ hội kinh doanh mà người khác giới thiệu cho mình thì nên thận trọng, không được mù quáng đầu tư. Ngoài ra thì còn phải chú trọng các khoản tiền, lập kế hoạch tiền bạc hợp lý. Về sự nghiệp thấp, tuổi Mão vào năm hình thái tuế nên năng lượng của các tinh bị suy yếu, lưu niên địa chi là thiên ấn, suy nghĩ của cá nhân cực đoan, tâm trạng dao động, khả năng học tập không được tập trung, năng lực học tập giảm sút, sự nghiệp cùng với quan hệ xã hội bị ảnh hưởng. Nên hành sự cẩn trọng, gặp phải quan sách và câu dạo, dễ bị họa từ miệng mà ra, dễ vướng vào thị phi. Nên người tuổi Mão năm nay thì cần phải cẩn thận hành sự, tránh gặp phải những tai ương trên thương trường. Những người tuổi Mão năm nay có ý định chuyển công việc đều có khả năng thay đổi đột ngột, đổi việc gặp khó khăn nên suy nghĩ trước khi đi lại. Nên suy nghĩ kỹ trước khi làm. Trước khi đổi việc thì phải đảm bảo được công việc mới để tránh thất vọng về sau. Trong việc hợp tác thì nên cẩn trọng, trước khi chính thức hợp tác không nên tin vào những lời hứa miệng, tất cả đều phải có văn bản rõ ràng. Anh chị nên sử dụng tranh phi long thất tinh trận treo trong phòng khách hoặc là phòng làm việc để tăng cường tài vận và sự nghiệp. Sức khỏe thấp. Những người tuổi Mão năm nay do hình thái tuế nhập mệnh nên sức khỏe giảm sút. Nếu năm nay có ý định chuyển nhà, động thổ đều phải chọn ngày giờ và hướng cho chuẩn xác, không thể tùy ý chọn. Nếu không, dễ động thái tuế làm cho vận sức khỏe giảm sút, kiểm tra sức khỏe định kỳ, ngăn ngừa trước khi chúng đến. Người tuổi Mão thì phải chú ý, năm nay lái xe nhất định phải chú ý an toàn, không nên vi phạm luật giao thông, tránh trường hợp lái xe trong mệt mỏi, nếu không sẽ gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn. Đừng quên luôn mang bên mình kim bài thái tuế để hóa giải vận hạn hình thái tuế của năm. Năm nay thì thái tuế bị ảnh hưởng bởi thốt bạo, sức đề kháng dễ sa sút, nhiều bệnh tật, nhiều áp lực, giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng. Nên chú ý điều hòa sinh hoạt và công việc sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Nên dùng thêm vật phẩm may mắn bát bảo tâm kinh để được quý nhân tương trợ giúp cho bình ổn và suôn sẻ. Đào hoa, tiểu cát. Phương diện tình cảm gia đình khi gặp hồng loan tinh dễ gặp chính duyên đào hoa. Lưu niên gặp hồng loan cũng có ý nghĩa cho một năm tình duyên tốt, sẽ gặp được người tình như ý. Hồng loan tinh là một hỷ tinh đại diện cho sự vui mừng, đào hoa, tình yêu, hôn nhân. Có hồng loan nhập lưu niên sẽ gặp được nhân duyên tốt. Những người tuổi Mão đã yên bề gia thất do bị ảnh hưởng của hình thái tuế dễ dẫn đến cãi lộn, hoặc là vốn dĩ muốn tốt cho đối phương nhưng không có cách nói chuyện nên dễ làm cho đối phương hiểu lầm. Khi hai bên giao tiếp thì cần giữ được bình tĩnh, cố gắng giữ hòa khí. Vận thế luận giải chi tiết. Quan vận lưu niên hình thái tuế, vì vậy với những người tuổi Mão trong ngành công chức sẽ có ít nhiều biến đổi, nhưng cũng sẽ gặp được những thách thức, khó khăn mà trước giờ chưa từng trải qua, áp lực công việc thì nặng nề. Lại có hung tinh quan sách hoành hành, nên người tuổi Mão năm nay một bên cần phải chú ý những việc xung quanh, tránh quay quang, tích cực giữ mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Mặt khác thì cũng cần phải thay đổi bản thân, nên đeo vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để gia tăng tài vận, bảo vệ người tuổi Mão khỏi những hung tinh được quý nhân giúp đỡ, phát huy lợi ích và có một sự nghiệp mạnh mẽ. Về tài vận của người tuổi Mão năm nay chăm chỉ làm ăn sẽ có thu nhập tốt, vận thế tài lộc bình thường, không có các tinh giúp đỡ. Thay vào đó là phải cảnh giác mối nguy hiểm phá tài từ hung tinh quan sách và ngũ hoàng gây ra. Vì vậy năm nay không nên đầu tư lớn hoặc không nên thử các mối đầu tư vốn ít lời nhiều. Chăm chỉ làm ăn, làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nếu như muốn ổn định tài vận thì nên dùng vòng tam hợp quý nhân và bát bảo tâm kinh. Hai vật phẩm may mắn kết hợp có thể tăng cường tài vận cho mệnh chủ.
về hôn sự. Vì có các tinh hồng loan nhập mệnh nên người tuổi Mão năm nay có khát vọng yêu đương, hôn nhân cuồng nhiệt, hành động tích cực và theo đuổi đối phương. Sự chủ động này, lúc tốt, lúc xấu, nếu như có thể nắm bắt thời cơ, có thể thu hút được ánh mắt của người khác giới. Nếu như hành động quá cực đoan thì sẽ làm phản tác dụng. Những cặp đôi đang yêu thì có khả năng tiến xa hơn. Về nhân đinh, lưu niên hình thái tuế ảnh hưởng đến rất nhiều mặt của người tuổi Mão nên năm nay rất có khả năng hình thái tuế khắc con cái, cộng thêm có hung tinh ngũ hoàng nhập mệnh, khắc người thân trong nhà cả mạnh. Vì vậy, mọi lúc, mọi nơi nên chú ý những biến đổi trong tâm trạng của người già và trẻ nhỏ, nên tổ chức gia đình, đi tham quan những hoạt động bên ngoài, cải thiện mối quan hệ, giao lưu tương tác nhiều hơn với bố mẹ và con cái. Ngoài ra thì nếu muốn sinh em bé thì nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Các bạn có thể đeo pháp khí phong thủy bảo can hộ thân để hóa hung tinh, giúp tài vượng, vượng đình. Về sức khỏe, bị ảnh hưởng của thốt bạo và ngũ hoàng, những người tuổi Mão trong năm nay nên chú ý các bệnh tiêu hóa, tứ chi, đồng thời thì trong cuộc sống hàng ngày nên khoan hồng độ lượng, tránh cãi cọ. Khi tham gia giao thông thì nên cẩn thận, tránh những tai nạn do người khác gây ra, tránh đi du lịch xa hoặc là tham gia những hoạt động mạo hiểm. Nếu như bắt buộc phải đi làm việc xa thì tốt nhất nên thông qua bát tự chọn giờ cát tường xuất hành. Vận hạn theo từng tuổi. Kỷ Mão sinh năm 1999, 22 tuổi, mèo trong rừng. Người tuổi Mão sinh năm 99, nạp âm ngũ hành là thành đầu thổ. Những người này có tình cảm với người trong gia đình thường không sâu đậm, cả cuộc đời tài lộc đủ đầy. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ là tỷ kiếp, lại gặp hình thái tuế, dễ gặp chuyện phá tài, thất tình, sự nghiệp không thuận lợi, địa vị và công việc thì dễ bị người khác cướp mất. Các dự án hợp tác cũng dễ bị thất bại, chú ý kẻ tiểu nhân xung quanh để tránh làm việc vất vả mà không được lợi lộc gì. Có thể đeo thêm mặt dây, bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Nam mệnh 22 tuổi, năm nay gặp thái bạch chiếu mệnh dễ cảm thấy việc không thuận ý, nhưng vẫn phải dùng thái độ tích cực để đối mặt, cố gắng chăm chỉ làm việc. Nữ mệnh 22 tuổi, năm nay gặp thái âm chiếu mệnh, chú ý phòng sảy thai khó sinh cùng với những bệnh phụ khoa. Để tăng cường đào hoa cho người tuổi Mão, hãy treo trong phòng khách một đồng hồ chim công là biểu tượng của quý nhân và quyền lực, giúp cho người tuổi Mão thu hút được nhiều đối tác tốt cho công việc cũng như là việc lựa chọn bạn đời. Đinh Mão, sinh năm 1987, 34 tuổi, mèo trông trăng. Người tuổi Mão sinh năm 1987, nạp âm ngũ hành là Lư Trung Hòa. Người tuổi này thông minh, ổn định, có phúc. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ. Năm nay hết mình cho mọi việc, vất vả, tiêu hao tiền tài tương đối là lớn. Công sức bỏ ra tỷ lệ thuận với thành quả đạt được. Trong cuộc sống và công việc, suy nghĩ của họ không dễ nhận được sự thừa nhận và ủng hộ của những người xung quanh. Khi quyết định một việc lớn, tốt nhất nên hỏi ý kiến những người xung quanh để tránh mắc lầm lỗi và hối hận. Hãy đặt trên bàn làm việc của mình một tháp văn xương để tăng cường văn xương tinh, hóa giải thị phi và tăng cường quan lộc. Nam mệnh 34 tuổi, năm nay gặp kế đồ chiếu mệnh, sẽ gặp nhiều tình huống bất ngờ, thích hợp cho việc đi xa cầu tài, không nên ở lâu trong nhà. Ngoài ra thì nên quan tâm đến sức khỏe và an toàn của những vật nuôi trong gia đình. Nữ mệnh 34 tuổi, năm nay gặp thái dương chiếu mệnh, sau này không tốt đối với nữ, phải đề phòng những thảm họa bất ngờ. Ất Mão, sinh năm 1975, 46 tuổi, mèo đắc đạo. Những người tuổi Mão sinh năm 1975, nạp âm ngũ hành là Đại Khê Thủy. Người tuổi này đa phần trung niên, phát đạt, cả đời được gần người phú quý. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành vinh bích thượng thổ là quan tinh. Năm nay dễ phải gặp những chuyện kiện tụng áp lực cho bản thân, đồng thời thì cũng dễ gặp nạn mất máu. Năm nay khi mà xử lý mọi việc, bạn nên bình tĩnh và lý trí, không nên nhanh miệng. Hãy treo trong phòng khách hoặc là phòng làm việc một chiếc đồng hồ chim công để tăng cường quý nhân, hóa giải thị phi và tai ách của năm 2020 Canh Tý. Nam mệnh 46 tuổi, năm nay gặp La Hầu chiếu mệnh, hành niên trực La Hầu, chủ nhân bách sự ưu. Người tuổi này thì dễ gặp phải khẩu thiệt thị phi kiện tụng.
Nữ mệnh 46 tuổi năm nay kế đô chiếu mệnh cũng dễ vướng khẩu thiện thị phi và kiện tụng, thích hợp cho đi du lịch, công tác, đi xa cầu tài. Quý Mão sinh năm 1963, 58 tuổi, mèo vườn hoang. Những người tuổi Mão sinh năm 63 nạp âm ngũ hành là kim, bạc kim. Những người này lúc trẻ tài vận không tụ nhưng trung niên sẽ hưng thịnh. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ tức Ấn Tinh. Vì hình thái tuế, năm nay tuy có trợ lực nhưng sẽ cảm thấy có lực cảm. Năm nay thì vẫn có đào hoa nhưng cũng đừng kỳ vọng quá lớn. Đào hoa vượng nên sẽ sinh ra nhiều chuyện thị phi, mâu thuẫn vợ chồng. Sử dụng đồng hồ chiêm công để hóa giải. Nam Mạnh 58 tuổi, năm nay sao Thái Bạch chiếu mệnh, làm việc gì cũng luôn cảm giác không được như ý, cần giữ được tâm thái bình tĩnh để đối đầu với mọi việc. Nữ mệnh 58 tuổi, năm nay gặp thái âm chiếu mệnh, cần phải chú ý về sức khỏe, những vấn đề về phụ khoa. Tân Mão sinh năm 1951, 70 tuổi, mèo đào hang. Những người tuổi Mão sinh năm 1951 nạp âm ngũ hành là Tùng Bách Mộc. Người này ăn nói ngay thẳng, tự lập gia thất. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ là tài tinh. Năm nay lưu niên gặp thái tuế tài tinh nên tài vận tương đối tốt, có thể tiến hành đầu tư hợp lý dưới sự tư vấn của chuyên gia phong thủy, sẽ nhận được thành quả tốt. Đồng thời thì cũng nên phòng tránh sự lừa gạt có dã tâm của kẻ xấu. Nếu như gặp tình huống xấu thì nên trao đổi với người thân hoặc gọi cho công an giải quyết. Khuyên bạn trước cửa dán một phù thái tuế để nghênh đón thái tuế năm 2020. Nam Mệnh 70 tuổi, năm nay sao kế đô chiếu mệnh dễ gặp những tai nạn ngoài ý muốn, cần phải quan tâm đến sức khỏe của vật nuôi trong nhà. Nữ mệnh 70 tuổi, năm nay gặp thái dương chiếu mệnh nên phòng tránh những tai nạn bất ngờ. Luận giải theo can ngày sinh, thiên can ngày sinh là Giáp Mộc, lưu niên gặp thiên ấn chủ ý, nói về quan hệ xã hội, cách nghĩ, danh vọng. Những người tuổi Mão có thiên can ngày sinh Giáp năm nay chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân mình, có chút cô độc, không hợp đám đông. Mặt sự nghiệp thì rất muốn thay đổi, dựa vào những ý tưởng sáng tạo của bản thân để tạo ra sự khác biệt, nhưng cũng rất có thể dẫn đến tin đồn làm tổn hại đến danh tiếng của bản thân. Tốt hơn là giữ vững công việc đang làm. Mặt tình cảm, nếu luôn giữ thái độ lạnh lùng thì sẽ khó có được kết quả tốt, nên có sự thay đổi mềm mại phù hợp để làm ấm tình cảm. Thiên can ngày sinh là Ất Mộc, lưu niên gặp năm chính ấn liên quan đến sự nghiệp, lý tưởng, thể diện. Năm nay tuổi Mão có can ngày sinh là Ất, tất cả mọi việc nên dựa vào nỗ lực của bản thân, nhất định phải làm tốt những công việc của mình, phải cân bằng được lý tưởng và hiện thực, không nên mù quáng theo đuổi ước mơ của mình. Năm nay dễ bị kẻ xấu làm bậy, nếu quá chú trọng thể diện thì sẽ gặp nhiều vấn đề như phá tài. Vấn đề tình cảm thì dễ gây sự phản cảm của nửa kia vì độ kiểm soát của bạn quá là lớn nên đối xử nhẹ nhàng tình cảm với người kia. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa, lưu niên gặp thiên quan, liên quan chủ yếu đến công việc, áp lực, danh vọng. Năm nay tuổi Mão có can ngày sinh Bính Hỏa, tâm lý phải chịu nhiều áp lực, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Có mối quan hệ không tốt với cấp trên, mặt tài vận thì cũng không nên tham tiền mà mạo hiểm, không nên làm những việc ảnh hưởng đến danh tính của mình, khó có thể dùng tiền để xử lý. Về mặt tình cảm thì không nên làm tổn hại đối phương, giải tỏa áp lực của bản thân mới có thể giải quyết được vấn đề. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa. Lưu niên gặp chính quan chủ yếu nói về áp lực sự nghiệp giao tiếp. Người tuổi Mão có can ngày sinh Đinh Hỏa năm nay gặp nhiều sự ngăn cản trên con đường tình cảm. Trong các mối quan hệ xã hội, dễ bị lời ra tiếng vào. Áp lực tâm lý lớn, quan hệ căng thẳng với cấp trên. Không nên hy vọng quá lớn vào việc cầu tài và sự nghiệp. Không đòi công, chỉ mong không có tội. Cũng nên giữ gìn tâm lý cố gắng phấn đấu, hướng về phía trước, tự tin vào năng lực giá trị của bản thân. Thiên can ngày sinh là Mậu Thổ, lưu niên gặp năm thiên tài, chủ bị đào hoa, tiền tài, quan hệ xã hội. Tuổi Mão có can ngày sinh Mậu, về mặt tình cảm có rất nhiều đào hoa xấu kéo đến, cần phải cân nhắc kỹ khi tiến hành phát triển một mối quan hệ yêu đương. Sự nghiệp thì sẽ có điều chỉnh với nhân sự, tài năng của bản thân khó nhận được sự công nhận của người khác, lại còn có những người năng lực không đủ mà thừa thời cơ đi lên. Nên nhớ việc gì cũng nên lùi một bước, không nên đắc tội với người khác, tránh gặp phiền phức lớn.
Thiên can ngày sinh là Kỷ Thổ lưu niên gặp chính tài, chủ về tình cảm, công việc, tiền tài. Đối với người tuổi Mão có can ngày sinh Kỷ Thổ mà nói, trong vấn đề tình cảm thì nên đề phòng những đào hoa ảo, đàn ông tránh bị lừa gạt tiền bạc, phụ nữ cẩn trọng gặp phải đàn ông vô trách nhiệm. Công việc không thuận lợi, thích hợp cho việc thủ, không nên hư danh, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp bản thân, tốt nhất là không nên nhảy việc hoặc là đổi việc. Về mặt cầu tài, năm nay không nên đầu tư, tránh mất của, mất người. Thiên can ngày sinh là Canh Kim, năm nay đi vào năm thương quan thường gặp phải những chuyện thị phi kích động chủ quan. Năm nay tuổi Mão có thiên can ngày sinh là Canh, tránh tranh cãi vì không hợp quan điểm lập trường. Nên nghe theo quan điểm của những người xung quanh, tránh đưa ra quyết định dựa trên chủ quan cá nhân của bản thân. Trong công việc thì nên nhẹ nhàng, không nên kích động việc gì, cũng nên nghĩ cho người khác, cũng đừng vì kích động mà dẫn đến phá tài. Tình cảm năm nay, nếu như không tìm được người tình, lý tưởng thì cũng nên chuẩn bị tâm lý, vì người hợp với mình, duyên chưa đến. Thiên can ngày sinh là Tân Kim, lưu niên gặp thực thần, đại diện cho ý tưởng, kinh doanh, tình cảm. Trong năm nay thì tuổi Mão có can ngày sinh là Tân Kim, trong sự nghiệp có rất nhiều ý tưởng mới, nhưng đa phần đều không hiện thực, khó thực hiện nên dễ thất vọng, chán chường. Trên con đường kinh doanh thì kết quả của việc hành động tùy tiện chính là đánh gãy răng rồi tự nuốt. Năm nay khi kinh doanh thì nên chú ý việc phòng thủ không có lợi cho việc tiến công, tiểu tài dễ có nhưng đại tài khó kiếm. Trên con đường tình duyên thì dễ gặp phải những đào hoa xấu, hại người mất của. Thiên can ngày sinh là Nhâm Thủy, lưu niên gặp kiếp tài, đại diện cho thương tài, quan hệ xã hội, sự nghiệp. Người tuổi Mão có can ngày sinh Nhâm Thủy trong lưu niên do gặp phải kiếp tài tinh, tính tình nóng nảy, dễ mang tâm trạng không tốt vào công việc, ảnh hưởng đến công việc cũng như là những mối quan hệ xã hội xung quanh. Không để ý thì còn có thể xảy ra cãi vã. Mặt tài vận cũng không được tham bát bỏ mâm, đặc biệt là đầu tư nên phòng thủ. Thiên can ngày sinh là Quý Thủy, lưu niên gặp Tỷ Kiên, đại diện cho quan hệ xã hội, sự nghiệp, tình cảm. Năm nay người tuổi Mão có can ngày sinh Quý Thủy rất dễ vì sự bảo thủ của mình mà bị người khác hãm hại. Trong sự nghiệp thì luôn luôn muốn nắm quyền quyết định. Những người lập nghiệp thường hay bất hòa ý kiến với đối tác nên lắng nghe người khác. Về mặt tình cảm thì nam mệnh có khuynh hướng gia trưởng, nữ mệnh không có tính kiên trì, cẩn thận nếu nóng nảy không giải quyết được việc gì. Các bạn vừa theo dõi tử vi của tuổi Mão trong năm 2020 Canh Tý của phong thủy may mắn, cát có, hung có, vận trình của tuổi Mão năm 2020 cũng gặp khá nhiều trắc trở, nhưng không vì thế mà chúng ta nản lòng. Các cụ nhà ta có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim, vậy nên hãy kiên trì và vững tin lên các bạn ạ. Nếu biết được số mệnh và thời vận của mình rồi thì các bạn dựa vào đó mà làm thì sẽ gặp được nhiều cát tinh và may mắn trong năm 2020. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ video này đến với những người thân của bạn để họ biết và nhắc nhở bạn, đồng hành cùng bạn trong năm 2020 Canh Tý gặp được nhiều tài lộc và may mắn. Hãy chia sẻ vận trình của mình năm 2020 và đề nghị những người thân luôn nhắc nhở mình khi đi sai hướng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị có một cuộc sống giàu sang, mạnh khỏe và hạnh phúc.